Cơ sở Nội Bộ Tuấn Long xin kính chào tất cả các khách. Hiện tại chúng em đang bày bộ Âu Á tay hộp trường voi chất liệu bằng gỗ suối Nga. Bộ này bên em là hàng 6 món nha các bác ạ. Xưởng em thì ở Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội. Bác nào đặt hàng thì có thể liên hệ số điện thoại 0961263533. Bên em sẽ tư vấn rõ hơn về toàn bộ sản phẩm này. Bác nào ở gần thì có thể đến trực tiếp xưởng em tham quan cũng như là mua sắm. Bác nào ở xa thì kết bạn Zalo em nhé. Và sau đây em xin đi chi tiết vào bộ sản phẩm. Âu Á. Đầu tiên là chiếc tuẩn dài. Tuẩn dài của em kích thước là 2m4, cao 1m12 và sâu phủ bì là 68. Vách em đục tứ quý và trương là đục voi. Đây vân gỗ sồi tự nhiên 100% nha các bác nha, không hề vẽ này. Đó, vân rất là đẹp. Đây, đến tiếp là hai chiếc ghế đơn. Hai chiếc ghế đơn của em kích thước là 90 và cao 1m12, sâu phủ bì là 68. Toàn bộ 100% là gỗ sồi Nga và vách em cũng đục tứ quý và trương đục voi. Tay là tay xoắn nhé các bác nhé. Tay xoắn. Đây này, cột của em cột 6 này các bác này, rất chi là dày dặn này, rất khỏe. Và tiếp theo là chiếc bàn. Chiếc bàn của em kích thước là 70 và dài 1m4, hai bên đều có ngăn kéo để đồ nhỏ gọn phong cách cho mình. Rút ra rút vào rất là thoải mái này. Và khi hoàn thiện thì khi mua hoàn thiện, các bác đều được tặng kính bàn nhé các bác nhé. Kính bàn và kính đôn này. Đây, tiếp theo là cái đôn kẹp bàn. Đôn kẹp bàn của em kích thước là 70 x 40 và cũng có ngăn kéo này. Để đồ rất tiện lợi nhé các bác nhé. Cuối cùng là chiếc đôn kẹp, chiếc đôn ngồi. Đôn ngồi của em kích thước là 40 x 40 này. Vân gỗ sồi 100% tự nhiên nhé các bác nhé, vân rất là đẹp. Và bộ sản phẩm này bên em báo giá công khai chỉ có 16.800.000 thôi. 6.800.000 cho bộ sản phẩm Âu Á phòng khách này. Và bộ sản phẩm này thì chiếm khoảng độ 9-10m2 nhà phòng khách nhà các bác nhé. Các bác nào xem video thì để ý phòng khách nhà mình xem vừa không thì đặt hàng bên em nhé. Và em bao vận chuyển là 50km đầu tiên, có vận chuyển toàn quốc nha các bác nhé. Các nào đặt hàng thì xin liên hệ 0961263533. Và các bác cảm ơn tất cả các bác đã xem video của em. Mong các bác cho em một nút like cũng như một lượt đăng ký kênh để em có động lực để phát triển cơ sở mình hơn nữa. Và bộ sản phẩm này hiện tại bên em đang xếp ra ngoài đây làm quay video. Đây, chuẩn bị xếp lên xe đi giả bác ở Hưng Yên. Cảm ơn mọi người đã xem video và hẹn mọi người ở video tiếp theo nhé. Xin chào tất cả các bạn.